Susu xin phép được mời quý vị, chúng ta sẽ đến với những lần vòng quay lô tô đầu tiên. Với mỗi lần vé đó là 10.000 đồng. Và ngay bây giờ xin mời những người đẹp đến từ gánh hát lô tô Hương Nam bắt đầu tiến xuống bên dưới phục vụ tất cả quý vị qua bội lá vé chỉ có 10.000 đồng quý vị. Về chứ quý vị đừng có mà không đi hội chợ thì thôi, cứ đi hội chợ đứng coi rồi về là tụi em rầu lắm quý vị nha. Với mỗi lần vé chỉ có 10.000 đồng thôi đó. Tha thiết còn mời quý vị đến với dòng lại đầu tiên. Còn ngay bây giờ trên sân khấu này, không để sân khấu lắng động, quý vị hướng mắt về sân khấu cùng giao lưu và gặp gỡ giọng ca của người đẹp Phạm Phương. Vâng, chỉ mỗi là vé với vòng loại đầu tiên với 10.000 đồng quý vị nha. Chúng ta cùng nhanh tay lẻ chân, cùng nhau ủng hộ gánh hát lô tô Hương Nam. Mỗi người một vé và chúng là những phần quà cực kỳ hấp dẫn và dễ thương từ gánh hát lô tô Hương Nam chúng ta đã mang lại cho đến gặp sinh viên ngày hôm nay. Ngày đầu tiên còn Hương Nam đang phục vụ những tấm vé lô tô hoàn toàn may mắn và những chúng là những phần quà vô cùng hấp dẫn quý vị nha. Của Đầm Sen xin mời quý vị đến chung vui và đến đây ủng hộ cho Hương Nam nhé. Vâng, những nhân viên bên dưới chúng ta cùng rảo bước những tấm vé lô tô chúng ta đang đến những khán giả quý vị bên dưới chứ quý vị. Mỗi tờ vé chỉ có 10.000 đồng thôi quý vị nhé. Lỗi kỹ thuật tí xíu, rất mong quý vị sẽ thông cảm. Và kính thưa quý vị, với mọi lá vé cho dòng đời đầu tiên đó là 10.000 đồng, quý vị vui lòng kiểm tra giùm Susu ha. Với mọi lá vé quý vị kiểm tra hàng ngang 3 số là thiếu, 4 số là đủ, 5 số là dư. Số lô số mờ không được rõ liên hệ chúng em đội vé mới. Và có lẽ là ở dòng loại lô tô đầu tiên á thì tụi em xin phép được mời quý vị chúng ta sẽ đến với dòng quay số lô tô luôn để tạo một cái không khí tuyệt vời đó. Và ngoài ra quý vị sẽ được tặng thêm một cái phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng. Quý vị dùng phiếu đó coi cho cái phiếu đó là gian hàng nào của tiểu thương nào, quý vị tới gian hàng của chị tiểu thương đó quý vị mua và sẽ được khấu trừ lại 20.000 đồng. Và cuối giờ các chị tiểu thương sẽ mang lại cái lá lô tô Hương Nam lấy 20.000 đó đổi thành một chú BD cho quý vị. Rồi quý vị ơi, và ngay bây giờ xin mời mình chúng ta bắt đầu dò số luôn nha Việt nha. Rồi gian nhạc dò số luôn anh ơi. Rồi VIP còn bao nhiêu vé cưng ơi? 5 vé hả? Rồi Vi còn 5 vé nè. Đó, những lá vé cuối tay là những lá vé ít rủi nhiều may, sẽ mang lại nhiều may mắn cho tất cả quý vị. Rồi giờ số quý vị ơi. Vâng ạ, chúng ta cứ giơ tay lên à. Giơ tay lên để nhân viên chúng em bên dưới chúng ta cùng nhau đưa những tờ lá vé quý vị nha. Vòng lại đầu tiên với lá vé chỉ 10.000 đồng nha quý vị. Con may, cờ nằm mà con may là con may cờ ra. Có số gì ra may gì ra, nếu chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Nếu chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Hội chợ rất đông vui, chúng em xin mời bà con nghe cười. Lô tô người ơi, lô tô thắng hay, sợ chuẩn quay là xây những giọng người. Quên kể đi mùi chúng em tùy là người việc hết, nhưng tôi lỡ tắt đèn có nhau. Gớt tôi cho đợt trước mắt tay cho mình, nấu như đưa anh đèn sân khấu. Tôi sẽ chỉ ra mấy gì ra cái hấp dễ chưa, cái hấp dễ chưa, cái hấp dễ những cái sổ số luôn. Tôi sẽ chỉ ra mấy gì ra cái gì ra mấy gì ra số gì ra cái này. Rồi quý vị ơi, nhà ai chưa có bé thò tay ngọc không tay ngà, mà rốc là hóc ra chứ đừng có ma rét mà nhét rủi vô là chị em rất là buồn đúng không quý vị. Còn mấy gì đây, mấy gì đây, còn mấy gì đây, đi chăn bò chặt cây roi to thì còn không đi em lấy cái cây em bút cho mong con bò nó chạy đi vô bắt đầu em kêu lô tô con số chị ra mày. Thưa quý vị, và thay mặt cái đá lô tô Hương Nam với chúng vị dòng đội đầu tiên sẽ có bao nhiêu may mắn. Mất trèo lên mà mấy mất trèo qua cây bá đầu, trèo qua cây bá đầu, trèo lại lên cây mất, trèo lại lên cây mất. Thì ngày năm xếp 35 cuộc chơi 35 35 chứ 35 số đầu tiên 35 chứ đẹp đẹp như số gì nào. Mấy kỳ đây chứ mấy kỳ đi mai kỳ đi cùng chứ chị đi số gì đây chứ đi vô rừng mộng con đeo làm chi. Người ngủ mình vui thắng nói là mình sụm em bắt mộng
con vô, bắt đầu con kêu lô tô số một vô, con số một con số một đứng đầu lô tô số một vô, con số một, hey! Con số một, con số một, hai chị đây, hai chị đây, hai chị đây, hai chị đây, không gió cao dương chúng ta có thể sang trường nghe đến trí đi chậm mà lại trở xa, người đi tìm kiếm công dân ơi quê của em hẳn nhớ màu sắc kề về tìm cho tình thương. Cô xuất kỳ ra mấy kỳ đây, cô xuất kỳ đây, mấy kỳ ra mấy kỳ ra. Cô mấy kỳ đây mấy kỳ đây, cô xuất kỳ ra, mấy kỳ ra mấy kỳ ra. Cô xuất kỳ ra, gió bất kỳ sáng sơ như mùi chuối sao nhà. Má nó ngồi, bắt đầu chiều nhìn trời xa. 33, 33 của 33, 33 của 33, 33 của 33, 33, 33, 33, 33. Chỉ đi số chỉ là một số chỉ để người bỏ quê hương, có bao nhiêu quê hương bao người, con số mười, 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 con số chỉ ra, số chỉ ra, số chỉ ra, số hoa phương tổ tiên nhìn về nhà, cỡ xa nhà buồn bã với quê cha. 23, 23 con 23, 23, 23. Gì đây, năm gì đây, năm gì đây, con năm gì đây, năm gì đây.
lên em đi thật ăn cá anh hả gì anh sợ. Rồi kính thưa quý vị, dầm lợi 787 đúng, dầm lợi là thấy màu xanh dương. Chúng em xin dò số cho anh trai cũng mặc cái áo màu xanh dương luôn thưa quý vị. Rồi 44 giờ điểm kêu qua, 44 giờ điểm kêu qua có 1, 35, 35 có 2, 23, 23 có 3, số 9, số 9 là độ hợp lệ. Kính thưa quý vị, 44, 35, 23, số 9 là vé dầm lợi đúng dầm lợi. Cô chú chị nào không tin tưởng bước lên trên thay mặt chúng em kiểm tra lại con cờ. Rồi anh ơi, anh là người đầu tiên, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Hương Nam diễn tại đây. Anh cũng là người đầu tiên đoạt giải trong dòng loại đầu tiên. Anh sẽ được hai phần quà. Một là một con gấu bông. Ngoài con gấu bông ra anh được tặng thêm đó là một con gấu bóng. Nha, hai con ha. Con gấu bông thì để chân, còn con gấu bóng để chơi. Trời đất ơi, con gấu bóng nào đẹp đẹp đó. Dạ còn em con nào cũng đẹp đây. Con Hô Tiểu Phi đâu rồi? Hô Tiểu Phi đó, trời đất ơi, anh nhìn như con Phu Mai Thông Thái Lan vậy đó anh. Elegant. Rồi bây giờ anh sẽ dành tặng cho anh đó là một con gấu bông. Anh lựa gấu bông giùm em đi, cho cái phiếu đi Phương. Rồi đây giờ anh sẽ được tặng thêm một. Rồi anh chụp cái phiếu cho em đi ơi. Số gì nào mày, chị nào có biết chị nào mày, chị nào có số gì đây. Cô gái chị này mày, chị này cô số gì đây, anh chụp cô nhé. Anh chụp cô thế giới, anh chụp em. Cô số gì nào mày, chị là phía ơi, còn mình nhìn em. Kìa phía ơi, đi, kìa kìa kìa. Đó, chị gái ôm con kìa đó. Là trò cho, không đúng là trò chơi quý vị. Cơ là thôi ở cái nhà nào, chỉ có lá chén cứ giơ tay lên. Để chị em cũng lên những tầng nơi, để phục vụ cô chú các chị các bạn nha. Và quý vị cũng đừng quên ngoài chương trình Lotto Show tại trung tâm sân khấu thì xung quanh chúng em còn rất nhiều những gian hàng mua sắm và ăn uống của các chị tiểu thương. Ví dụ như bên đây là có trà sữa nè quý vị, thế giới cá viên đó kế bên luôn có kim tục với em nữa nha. Rồi quý vị muốn mua mắt kính, mua quần áo siêu rẻ là trong kia hôm nay mày ơi, rẻ là chơi rẻ luôn như này ngày mai. Còn quý vị muốn chơi bên đây thì lên đây quý vị ha. Số gì nào mày, cái gì đây, con cái gì đây, cái số gì nào mày, cái gì ra. Dễ ơi chị ơi, ai chung với dưới tay cho em kìa kìa kìa. Số gì nào mày, cái gì ra. Số gì đây là xin rồi chính thức có chế dùng này trở lại đây. Trở lại đây nghe chí số ra con cái cùng phải gì nào mày, gì ra. Số gì đây, những vị quà rồi, chứ xin con cùng hoa ra. Sao cứ sao đi nhìn vào trong hồ, trên bàn dài chí số, bắt đầu thành từ lô tô, lô hô. Đông vui chúng em xin mời bà con ghé chơi. Lô tô vui ơi, lô tô thật hay, tôi chẳng quay là quay những dòng đời. Quên đi tiếng buồn chúng em tuy là người dân, nhưng tôi lên tách thèm con nhau. Sẽ góp vui cho được những pháp tôi cho mình, mới cho theo anh thèm sân khấu. Cô số kỳ ra mấy kỳ ra, cô số kỳ ra. Hồi sinh viên có cây đàn guitar, thế mà nhờ khi ta mới quên là người ca. 53, 53, 53, có đồng 13, có đồng 13. 53, 53, đồng 13, đồng 13. 53, mấy kỳ ra, số kỳ đây à. Mấy kỳ ra, quê mình thích vị trí lưng lên tắt vị trà đi vận chuyển. Chẳng em cũng có tiền được thế, để cho em bán cho nhà giàu. Tháng ngày các đội cạnh nhau, ngày qua tháng là dây cầu thẳng đưa. Rồi một phút như thế sẽ thấy, thay nhìn xin chẳng đến được đây. Mẹ thì đã tắt lưu cài, nơi con đã tháng hai vì tâm. Còn số 5 là còn số 5, có số 5, còn số 5. Còn số 5, còn số 5, còn số 5. Số gì đi mai kì đây, cứ thấy gì đi mai kì đây. Còn số gì đây ơ, số gì đây đi đâu có tiếp theo. Cùng cho nhỏ cuối chiều mà lạnh lùng nguyên cam. 58, 58, 58, 58, 58, 58. Ba gì đây, gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Bắt đầu tỉ nhiên cô số kỳ đây mày kỳ, cô số kỳ đây chú gia chú chín trăm mà chờ trong bán học mà chờ tay bán may mà chờ quyền mà kiếm mà chờ sao cố được anh nào, cố được anh nào biết sao anh này. Đây con số bảy, con số bảy, đây con số bảy, đây con số
số 7, đặt là vô cái quyền quyền vô con số 7. Con số 7, 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 dạ qua quyền có con đường mà mong mai, dạ thì chỉ hơn có con đường mà dễ đi. Để cho quan huyện tốt đi mà tôi về, hết lời hết đẹp cái làm gì? Để cho quan huyện đứng ngồi mà không yên. Số 10 huyện, con có 10 là lá cờ hợp thích vô từ dựng xe. Vâng ạ, và đã có khán giả đọc dạy con số 10. Và quý khán giả khoan dùi xe giấy để tiếp tình trạng kinh sổ nha. Và bây giờ, giờ chúng ta bắt đầu dò số ạ. Rồi dòng lại tiếp theo vẫn là 10.000 đồng quý vị. Vâng ạ. Mỗi dòng loại chúng em đều có ký hiệu ở phía trên để tránh ra tình trạng và những lá giấy cũ để dò là và mong rằng quý khán giả và mua vé rồi chúng ta sẽ có những cho ký hiệu trên đây nha. Vâng, ký hiệu 625 đúng loại số 10 vừa kêu ra. Kính thưa quý vị, số 10 có nhất lầu. Số 5. Số 5 có nhị lầu. 36. Và 36 có tam lầu. Và 58. 58 lọt lầu đủ việc. Số 10, số 5, 36 và 58. Mời tất cả các anh khách và không tin từ cái đại diện lên kiểm tra lá vé nha. Và cùng cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Rồi em chọn cái gì chọn đi em. Rồi chị lấy con gấu giùm em đi chị. Rồi chị cảm đó. Ơn nha. Rồi chị ơi, chị sẽ được tặng thêm một phiếu mua hàng 20.000 đồng từ gian hàng G7 Sinh Tố Xuyên Que chị nha. À khoan ạ, em được tặng vé nữa. Đó. Rồi Phương ơi, Phương tôi đi mấy người? Đi mấy người ạ? À? Dạ, chị vui không chị? Dạ rồi, Phương ơi đi theo lấy giúp chị 30 nha. Đừng quên em ha. Trời đất ơi. Rồi kính thưa quý vị ơi, đó, với mọi lá vé trên dòng loại này đã là 10.000 đồng một lá vé. Cô chú chị thân mến, ai chưa có vé cứ mạnh dạn giơ tay lên giùm em. Chúng em điều động nhân viên đến tận nơi phục vụ chú vị qua những dòng loại lô tô đầu tiên quý vị nha. Rồi Phương ơi, sau lưng nè Phương ơi. Chú sau lưng nè đó. Rồi, cho chúng một vé luôn. Kính thưa quý vị, một lần nữa em xin phép được lặp lại đó là trong khu hội chợ Đầm Sen Que của tụi em, ngoài sân khấu chính, tụi em còn rất rất nhiều những gian hàng vui chơi giải trí và đặc biệt đó là những anh chị tiểu thương đã ăn uống, há vị ha, mua xả bãi, sát cái công viên nước. Chúng ta có nguyên một dãy đồ ăn Thái Lan luôn quý vị đó. Và ở đây cũng có nè, Thái Gia Food phục vụ tất cả quý vị. Rất nhiều những gian hàng của chị tiểu thương với tiêu chí đó là ngon, bổ, rẻ quý vị. Với gia đảm bảo vệ sinh nữa ạ. Chào dù tất cả quý vị luôn. Và trong chương trình chúng ta sẽ có một thời gian nghỉ giải lao 30 phút để mà những người đẹp của hát Lô Tô Hương Nam sẽ dẫn quý vị đi ăn uống xung quanh quý vị nha. Rồi còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu do số. Ai chụp có vé nha, ai chụp có vé cho ta giùm em. Ai chụp có vé, ai chụp có vé, ai chụp có phát kẹo quá xa quá trời kìa. Vé kìa sao kìa ơi. Đem vé ra cho chị nghe kìa. Mày gì đây? Còn mấy chị đi mấy chị đi con sức chị đây. Nó hương làm nghe tụi em mà yêu số. Coi vé xong rồi thì ngồi đó đợi nha anh. Chia lẻ trên tay em ba có 10.000. Cô bác thương tình mua vé giúp cho tụi em. Cảm ơn con chị đã. Còn mấy chị đã. Mấy chị đây lo. Số chị đây. Mấy chị đã có mấy chị đi. Lúc cô lúc cô quý thầy bà quý cô. Yeah, yeah. Chị đây lời con tờ kim. Lời ấy tại mình đừng chắc em yêu lộ ma. Số gì ra số gì đây. Vy 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 đi vô trong luôn rồi chị ơi. Kìa yeah, kìa dưới kìa kìa. Dưới góc kìa. Đúng ơi. Bé ơi cho dạ. Để nghe ra cái tiếng luôn hả. Mày có số gì đây. Đi vô rừng mà bọn con heo làm chi. Sự u hình mũi chắc nó là âm sầm. Em bắt đầu con vô. Bắt đầu em yêu lộ cô số gì đây. Còn mấy gì đi mày. Bên đây nè. Tuyến ơi. Quay ở trên nè. Chị nghe bên đây nè chị. Số gì đây mấy gì ra. Còn mấy gì ra mấy gì ra. Con số gì ra. Vy 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 ơi ở đây nè. Số gì đây à. Có một ngày. Có một ngày. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Ngày xa em. Ngày xa em. Một ngày nào đó. Hey. Em sẽ chúng ta người. Được yêu anh thương. Sao
số số kỳ ra máy thì định được cái kỳ này. Sân thương phá ca thì còn số 3, 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 còn số kỳ ra, số kỳ ra, số kỳ ra, do từ từ đừng mời trúng nháo. Còn 16, 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 còn mấy kỳ ra, mấy kỳ ra, mấy kỳ đây, đời tao gửi về hôm mới đến đẹp lắm. Sống kiên cường, hôm nay em sống hai muôn đời, qua đường tây đồ ngon người mặn gái, để tao từng đời tóc trắng nam dài, quê hương em sống hai ta đời, có hoa hồng thơm mát, Việt Nam là 48 ba, là 48, 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 tôi xuống kỳ đây, có năm kỳ đây, năm kỳ đây, có năm kỳ đây. Trời mưa mà lắm râm, có năm 15. Năm 15, năm 15, có năm 15, có năm 15. Năm 15, năm 15, có năm 15, có năm 15. Có số kỳ ra, số kỳ ra, số kỳ ra. Em nghe chỉ không thấy em, có chút nó hát trên đầu trần. Em nghe chỉ không thấy em, có chút nó hát trên trần trần. Còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8. Còn số 8, còn số 8 là... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.